Dạ, con chào cô chú huynh đệ mình ạ. Đây là clip chỉ đường đi cúng thí thực ở nghĩa trang thành phố Buôn Ma Thuột cùng với đạo tràng Phật Đức mình ạ. Ở đây là điểm xuất phát là từ ngã 6. Còn điểm cuối cùng mới là tại nghĩa trang thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là điểm mình cúng thí thực ạ. Nghĩa trang. Thì cô chú huynh đệ nào đã biết đường rồi thì không cần phải tìm hiểu nhiều. Còn những cô chú huynh đệ nào đã ở những cái đường khác, ở sân bay, ở những khu gần khu vực này này thì không nhất thiết phải xuất phát từ cái đường ngã 6 này, Phan Chu Trinh hay tập này. Nghĩ sao mình đi đến cái đoạn này là mình rẽ vào thôi. Còn đây là cái đường chính để cho những cô chú huynh đệ nào mà nếu mà đi đường từ dưới E8 đi từ khu vực dưới này đi lên, có đi ngang qua ngã 6 thì có thể đi đường này để đến nghĩa trang. Đầu tiên là ở chỗ ngã 6 thì mình rẽ vào đường Phan Châu Trinh, mình đi thẳng. Đi thẳng hoài luôn ạ, thẳng miết miết luôn. Đây là nhà thờ. Rồi đi qua mấy đèn đỏ, chỗ này cũng có đèn đỏ nè. Đây là trường Hòa My. Đây đường đi ra quảng trường. Mình cứ đi thẳng. Đi thẳng một mạch luôn. Thẳng miết miết miết. Hết Phan Châu Trinh là tới Hà Hy Tập. Đây là đường đi metro. Chỗ này cũng có đèn đỏ thì mình cứ đi qua luôn. Chỗ này có cây xăng, Lâm Viên. Đi thẳng miết luôn ạ. Thẳng khi nào tới bùng binh của đường Vành Đai 10 tháng 3 có hai tập. Đây là trường Hoàng Việt, trường đại học PMT. Thì mình cứ đi thẳng luôn. Rồi. Đây là tới đoạn bùng binh to thiệt to. Thì khi tới đây thì mình đi thẳng tới luôn. Chỗ này có đèn đỏ, bên này có đèn đỏ. Khỏi bùng binh này khoảng 40-50 mét. Đây đường đi Cư Mường Nga thì mình không có đi thẳng mà mình sẽ rẽ trái ạ. Mình rẽ trái vào vào nghĩa trang. Chỗ này thì có hai hàng cây xanh hai bên, mình cứ đi thẳng ạ. Rẽ trái sau đó mình đi thẳng một mạch là chỗ này tới. Khi nào tới cái cổng chào á, cổng này để nghĩa trang này giống như hình cổng chào vậy. Rồi chỗ này có một cái đường đi đi rẽ trái lên đây, nhưng mình không có rẽ trái mà mình đi thẳng luôn, thẳng xuôi xuôi xuống chỗ này. Đường này đường bê tông này thì mình cứ đi xuống dốc này hơi xuôi xuôi xuống thì mình vào bên trong nghĩa trang rồi. Thì mình không có đi đi nhiều mà mình chỉ cần xuống chỗ này, mình đi một đoạn xuống chỗ này nó có cái khu đất trống ở đây để người ta có thể quay đầu hoặc đậu xe, thì mình không có đi xuống ở khu vực này, không đi qua đây mà mình rẽ phải. Chỗ này có một cái đoạn những đường một chiều á, thì cô chú anh để mình xuống ngay đây thì mình rẽ phải liền luôn. Rẽ phải xuống đây là mình để xe ô tô ở trên này cũng được, rồi xe máy thì mình để ở dưới này.
mình đậu ở chỗ này hoặc mình để vào trong này cũng được. Đồ đạc mình cất đi, sau đó mình sẽ đi bộ xuống. Đi bộ xuống khu vực này. Đây là chuẩn bị tới nữa. Đi bộ tí là tới đây là chỗ có mái nhà. Thì mình cũng thiết thực ở đây ạ. Trong này có nhiều khu thì cô chú huynh đệ mình nó đi đừng đi xuống khu vực này, mình dễ đi lạc đường, thì mình cứ tới cái chỗ cái cổng này, sau rồi mình đi xuống cái bãi đất, cái bãi bê tông trống này, rồi mình rẽ phải rồi mình xuống ngay đây, xuống luôn xuống chỗ này là mình có chỗ này có cái đường đi đi vào, đi bộ xuống là được. Thì đường đường từ ngã 6 thì mình cứ đi thẳng một đường Phan Chu Trinh rồi tới Hà Huy Tập, sau đó tới Hùng Binh, đường Vành Đai, rồi mình sẽ đi qua một xíu, mình rẽ trái đi vào Nghĩa Trang, đi tới cổng mình xuống xuống một đoạn đến bãi đó bê tông trống này, mình rẽ phải mình xuống một xíu nữa, sau đó mình rẽ trái mình đi vào chỗ cúng đó. Thì khu cúng những phần mộ vô danh thì cũng có thể có những khu khác nữa, nhưng mà đạo tràng mình cúng ở đây á, nên là nếu nhiều khi mình hỏi những người khác người, có thể là họ chỉ những khu khác đó. Mình cứ nhìn cái bản đồ như này mình đi thôi. Như vậy là con chia sẻ cái bản đồ này xong, thì cũng mong là cô chú huynh đệ mình cũng rành đường đi, rồi cũng chia sẻ những người mới rủ những người khác đi, thì mình cũng gửi những bản đồ này cho những người khác xem để huynh đệ mới biết cái đường đi để việc mình đi cúng nó thuận tiện. Dạ con xin chào cô chú huynh đệ mình ạ.